99% chị em phụ nữ đều thích đàn ông có 4 đặc điểm này. Thứ nhất đó là người đàn ông có chí tiến thủ. Một người đàn ông có chí tiến thủ sẽ biết làm thế nào để quy hoạch sự nghiệp và cuộc đời của mình. Họ sẽ khiến cho người phụ nữ tràn đầy hy vọng vào tương lai. Sống với người đàn ông như vậy, phụ nữ sẽ có được cảm giác an toàn bởi vì họ luôn muốn cùng nhau nỗ lực xây dựng cuộc sống đầy đủ. Với đa phần phụ nữ thì vật chất thực sự đem lại cảm giác an tâm rất lớn. Khi phụ nữ có cảm giác an tâm thì sẽ dễ cảm nhận được niềm vui và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Thứ hai là người đàn ông hóm hỉnh, lãng mạn. Hai người chung sống với nhau lâu ngày thì không tránh khỏi sự nhàm chán. Khi nhàm chán thì sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Và một người đàn ông hóm hỉnh, lãng mạn thì sẽ không để cho cuộc sống của mình trở nên khô khan, vô vị. Và điều phụ nữ cần đó chính là cảm giác vui vẻ, được yêu thương và được quan tâm. Thứ ba là người đàn ông tâm lý, có tinh thần trách nhiệm. Chẳng hạn như luôn biết người phụ nữ của mình thích gì và ghét gì và luôn dành cho họ sự quan tâm. Thứ tư, đó là người đàn ông có thể dẫn dắt người phụ nữ trưởng thành. Đa phần phụ nữ sẽ thích người đàn ông mà họ có thể học được nhiều từ người đàn ông đó, chứ không phải là người đàn ông cái gì cũng không biết. Ngược lại, còn phải chỉ cho từng chút một. Bởi vì trong tình yêu, để mà bền chặt được thì người đàn ông phải có những cái điều khiến cho người phụ nữ nể phục, có đúng không ạ?